6 nguyên nhân chính sau đây gây ra bệnh lý tim mạch bạn cần phải biết để mà phòng tránh. Đầu tiên đó là thuốc lá. Chúng ta cứ nghĩ là thuốc lá nó gây ra cái bệnh lý ung thư phổi đúng không nhỉ? Nhưng mà thực tế nó gây ra rất là nhiều những cái bệnh lý khác kèm theo. Ngoài ung thư phổi này, ung thư vòm họng này, chúng ta có ung thư đại trực tràng này. Đối với bệnh tim mạch thì nó gây xơ vữa mạch này, gây tăng huyết áp, gây bệnh nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Rất là nhiều những cái ảnh hưởng từ cái thuốc lá nó dẫn đến cái bệnh lý về tim mạch như thế. Nên là cái đầu tiên là bỏ thuốc đi. Không có lý do gì hết, bỏ thuốc. Đấy là cái đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến các bệnh lý liên quan đến cái tim mạch đó là do chúng ta ít hoạt động thể lực, hay còn gọi là lười tập thể dục đấy. Thì cố gắng tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, hoặc là có thể một tuần chúng ta tập khoảng 3 bữa cũng được. Làm sao mà chúng ta sẽ duy trì được cái thói quen đấy. Ví dụ như tại thời điểm hiện tại bác sĩ Ngọc thì mỗi một ngày là chống đẩy 50 cái và một tuần là chạy bộ là 20 cây. Tức là cứ vào trong một cái nhóm, sau đó thì ông nào mà không hoàn thành thì đóng tiền phạt. Thì chúng ta có thể là chúng ta cũng cứ vào trong một cái nhóm như thế. Cái nhóm đơn giản nhất là trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cam kết với nhau, nếu như ai mà không hoàn thành cái đấy thì chúng ta sẽ chịu phạt một cái hình phạt nào đấy. Cái lý do thứ ba mà dẫn đến cái bệnh lý tim mạch đó là thừa cân. Cái việc mà thừa cân thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái bệnh lý khác, như là cơ xương khớp này, đái tháo đường này. Trong bệnh lý về tim mạch thì nó liên quan đến mỡ máu này, cholesterol, tăng huyết áp, rồi kể cả nhồi máu não. Thì đấy là những cái nguy cơ của cái thừa cân dẫn đến cái bệnh lý về tim mạch. Nên là nếu như mà chúng ta giảm được cân thì cố gắng chúng ta giảm được cân càng nhanh càng tốt. Kiểm soát cái cân nặng của mình, bởi vì khi mà chúng ta, nó không phải là cái thẩm mỹ đẹp đâu, mà còn liên quan đến sức khỏe nữa. Thực tế mà nói là bây giờ mọi người đang ăn quá nhiều so với cái mức cần thiết của cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là những cái đồ ăn nhanh ấy, nó làm cho chúng ta rất là dễ bị thừa cân và béo phì. Thì đấy chính là cái nguyên nhân thứ ba dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch. Cái nguyên nhân thứ tư nữa mà rất là nhiều người chúng ta không để ý đó là cái căng thẳng, cái stress. Cái việc mà căng thẳng hay stress nó cũng dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch. Chúng ta sẽ xem một số những bộ phim, tức là ví dụ như là cha con cãi nhau đúng không nhỉ, và sau đó tự dưng là cha ôm ôm tim, ôm ngực và sau đó là bị đột quỵ đúng không nhỉ. Thì đấy chính là những cái mà khi mà chúng ta cái cảm xúc nó thay đổi đột ngột, đặc biệt là những cái cảm xúc tiêu cực ấy, thì nó làm cho ảnh hưởng rất là lớn đến cái bệnh lý về tim mạch. Bởi vì khi mà chúng ta stress như thế thì nó sẽ tiết ra rất là nhiều những cái hormone nó không tốt cho cơ thể của chúng ta. Cố gắng làm sao mà chúng ta relax, thư giãn, đọc sách, thư giãn, thiền, đi bộ. Thì đấy là một số những cái cách để mà chúng ta có thể là chúng ta giải quyết những vấn đề liên quan đến căng thẳng và stress đấy. Nguyên nhân thứ 5 mà dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch đó là cái việc mà tăng cholesterol ở trong máu. Khi mà cái cholesterol ở trong máu nó sẽ tăng lên ấy, thì nó sẽ là dẫn đến một số những cái bệnh liên quan đến xơ vữa động mạch này, các bệnh lý về mạch vành này, hay là đột quỵ. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân từ cái việc mà tăng cholesterol. Chúng ta nên tránh những cái thực phẩm mà chứa nhiều cholesterol, như là nội tạng động vật này, mỡ này. Đối với trứng thì chúng ta có thể là những người mà bệnh lý về mỡ máu thì một tuần chúng ta ăn tầm khoảng 2-3 quả thôi. Còn những người bình thường thì chúng ta có thể là ăn mỗi ngày một quả cũng được, không sao. Và cái nguyên nhân thứ 6, cái nguyên nhân cuối cùng đó là tăng huyết áp. Tăng huyết áp nó là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch rất là nhiều. Chẳng hạn như là cái bệnh lý liên quan đến suy tim này, các bệnh lý về mạch vành này, hay là những cái mạch ngoại vi, thì nó từ cái tăng huyết áp mà nó sẽ dẫn đến những cái đấy. Nên là nếu như mà chúng ta có cái bệnh lý về tăng huyết áp thì chúng ta cần phải điều trị để mà duy trì cái huyết áp một cách là ổn định, tránh từ cái huyết áp đấy nó làm ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái bệnh lý về tim mạch của chúng ta nữa. Thì đấy là 6 những cái nguyên nhân chính dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch. Thì hy vọng là sau khi xem video này thì chúng ta có một cái thức tỉnh nào đấy để mà chúng ta thay đổi cái lối sống của chúng ta, dự phòng những cái bệnh lý về tim mạch đấy. Tránh trường hợp là khi mà chúng ta bị rồi chúng ta mới bắt đầu đi điều trị thì nó rất là tốn kém, cũng như là rất là khó để mà chúng ta điều trị. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái, cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.